Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vui Tạc Jimmy. Và clip tiếp theo của mình thì trong buổi trưa ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em như đã hứa thì mình hôm nay mình sẽ cây da Sura. Thì mình thấy thời gian trong thời gian này trong cái đợt cập nhật rồi ok, nhưng mà trước tiên thì mình cho mình gửi lời chúc đến các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ nè. Rồi xem clip của mình thì đừng có quên những cái thao tác ủng hộ cho mình về tinh thần và động lực rất là nhiều. Ok, reset video nào. Đây, đó là like video ở đây, đăng ký kênh, subscribe ủng hộ cho mình ở đây, và quảng cáo thì ở đây và ở đây. Anh em kích chuột trái vào, click chuột trái vào coi như là ủng hộ cho mình tinh thần và động lực. Bỏ ra vài giây click vào quảng cáo ủng hộ cho mình nha. Rồi, mấy cái này thì mình clip nào mình cũng đều nói cả. Anh em nhớ ủng hộ mình là được. Thì trong cái đợt cập nhật update của Vui Tặc gần đây, cũng không phải là gần đây mà cũng là lâu lắm rồi, thì nó đã ra thêm một tướng Sura mới, đó là Kaya. Sau khi Sura Kaya xong thì phải nói là nó có rất là nhiều thứ quan trọng, rất là nhiều thuộc tính tăng ghê gớm luôn các bạn. Mình cái vàng này hầu như mình Sura gần hết rồi, còn Luffy mình không Sura, Kaya với lại Berona thôi. Thì hôm nay mình sẽ Sura Kaya nha. Đấy, ok, Kaya Sura thôi. Và điều đầu tiên mình muốn nói với anh em, đây là một con tướng hỗ trợ khá là ngon. Sau khi Kaya lên, Sura lên thì nó rất là ngon về cái hiệu ứng gọi là loại bỏ miễn dịch và hồi máu, kèm theo đó là tăng nộ rồi. Và nó có ghê gớm như thế nào thì bây giờ mình sẽ lên cho các bạn coi mà các bạn sẽ biết. Rồi, mình sẽ làm từ từ luôn cho các bạn coi nha. Đầu tiên về Kaya Sura thì các bạn cần 12 cấp. 12 cấp Sura. Tức là chúng ta tốn khoảng 2250 sắc màu Sura. Sắc màu Sura là ở đây. Em để ý mình đang 6200. Tức là mình đủ các bạn. Và cái này cũng phải, các bạn phải có 2250, cái này cũng vậy, và tương tự là tất cả bốn cái này các bạn đều phải đủ 2250 thì các bạn mới lên được con Kaya Sura. Hình như mình nhớ là 2250. Là 12 cấp. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành từ từ cho các bạn dễ hiểu hơn. Bây giờ chúng ta cần có đầu tiên là một con tướng Kaya. Đây là Kaya Haki của mình, hệ số ban đầu là S trừ A cộng, như thế này là cũng tạm ổn rồi các bạn. Rồi, hình dạng thì vẫn y chang thôi. Bây giờ thì mình sẽ Sura nha. Đầu tiên chúng ta vào cường quá, chúng ta chọn cái con Kaya. Đây. Rồi, bắt đầu chúng ta làm thôi. Hiện tại thì mình đã làm được ba cái này 9 cấp rồi nè. Cái này 9 cấp, tại vì lúc trước chúng ta cần Haki. Chúng ta cần Haki cho nên chúng ta cần phải làm lên 9 cấp. Là mình đã tốn khoảng 1450 Haki Bá Vương rồi. Ok, cho nên bây giờ mình tốn ít thôi. Bây giờ mình nếu mình nâng cái này Haki lên cấp 10 nữa được không ta? Haki Bá Vương, ok, vẫn được. Vậy là cấp 10. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái bước đầu chậm chậm, thật là chậm về sắc màu Sura cho các bạn dễ nhìn nè. Đầu tiên là cấp 0. Các bạn muốn Sura lên cấp 1, các bạn tốn 50 Sura. Đây, 50 Sura. Đây, các bạn chú ý ở chỗ này nha. Mình sẽ làm chậm, các bạn nhìn cái điểm ở đó là các bạn nhớ. Cấp 1 50 nè, mình xác định. Rồi, vậy là cấp 2. Chúng ta cần 100, có nghĩa là chúng ta cần thêm 50 nữa. Tại vì ban đầu chúng ta có 50 sẵn rồi, bây giờ chúng ta cần tốn 50 nữa thôi. Rồi. Vậy là chúng ta cần 50. Giờ lên tổng cộng là 100. Là lên cấp 2. Tiếp theo là cấp 3. Chúng ta muốn lên cấp 3 chúng ta cần 200. Ban đầu là 100 rồi, bây giờ chúng ta cần thêm 100 nữa. Rồi, ok. Rồi, cấp tiếp theo là cấp 4 thì chúng ta cần 300, tức là cũng cần thêm 100 nữa. Rồi. Móc tiếp theo là 500, bây giờ nó tăng thêm 100 nữa là 200, rồi chúng ta cần thêm 200 nữa để lên cấp 5. Đây là cấp 5 nè. Ở cấp 6 chúng ta cũng cần thêm 200 là lên 700. Rồi. Tiếp theo là cấp 7 chúng ta cần 950, tức là chúng ta cần 250, nó cộng thêm 50 điểm nữa. Rồi. 950 bây giờ là 1200 thì mình nghĩ chắc cũng khoảng 250. Đúng rồi, 250 chắc là vậy. Rồi ok. Rồi từ 1200 bây giờ là 250 nữa là cấp 9. Rồi ok. Tiếp theo là 1850, bây giờ nó cộng thêm 400 nữa các bạn. 400 Sura rất là đắt luôn để lên cấp 10. Ok. Rồi ok, vậy là cấp 11 chúng ta cần 2250 rồi nè. Vậy là chúng ta muốn lên cấp 12 chúng ta cần tới 2650. Tổng cộng từ đầu tới cuối luôn nha, là cái chỗ màu xanh này của các bạn nè. Chúng ta cần có con số 2650 chúng ta mới lên được cấp 12, lên được con Kaya Sura. Rồi. Mình đã Sura xong, bây giờ chỉ còn 3500 thôi. Bây giờ mình làm những cái này lên cấp 12 luôn nữa là ok. Đây, lên cấp 11 nè. Cấp 12. Rồi, sau khi các bạn đã đạt full cấp 12 bốn cái này thì nó sẽ có một cái chỗ này nó xuất hiện, đó là tiếng dạy Sura. Các bạn nhớ để ý ở chỗ này. Đó, ở chỗ này nè. Đấy, khi mà nào mà đủ điều kiện là tự động có. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ tiến dạy Sura thôi, rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ nói về những cái điểm tăng của con Kaya nha. Đầu tiên là vật công nó cũng có tăng.
Nhưng mà con cây da này không có sát thương, cho nên có tăng thì cũng chỉ là vô ích. Đối với mình là như vậy. Từ A trừ nó lên tới A cộng luôn, tức là tăng tới 2 bậc. A trừ thì chúng ta sẽ đến A công giáo và mới tới A cộng. Rồi, còn tuyệt chiêu là từ A chúng ta lên S trừ, chúng ta cũng tăng 2 bậc. Vậy chúng ta cũng tăng 2 bậc. Ma công là S cộng, cũng cậu tăng được 2 bậc. Vật phòng là S trừ, vậy là chúng ta tăng được cũng 2 bậc. S. Ui, 3 bậc luôn chứ. 3 bậc các bạn. Từ S trừ là xong, chúng ta lên S không giáo, rồi lên S cộng, rồi lên S trừ. 3 bậc, 3 bậc, 3 bậc. Kinh đấy. Tuyệt chiêu phòng từ A cộng lên S cộng, vậy là cũng 3 bậc phải không ta? A cộng rồi mới tới S trừ, rồi mới S cộng, S không giấu rồi mới tới S cộng. Wow. À, ma phòng là từ S trừ lên S trừ cũng là 3 bậc luôn. Và khi mà mình mang vào, đây là cái điểm cơ bản thôi nhớ bạn. Các bạn lưu ý một điểm, đó là ở chỗ này chỉ là cơ bản này thôi. Còn khi mà mình mang vào đồng đội của mình thì sẽ khác nữa. Tại vì mình có rất là nhiều thứ đã mình đã gia tăng sẵn rồi. Các bạn không tin, các bạn hãy nhìn kỹ nha. Sau khi mình cây mình làm xong cái dòng tuyệt chiêu phòng này là S cộng, nhưng mà có thể mình mang cái đội hình của mình là có thể lên tới SS trừ. Còn cái này SS trừ thì hai cái này cũng có thể là có cơ may có một dòng là SS mất dấu trừ luôn. Rồi, mình sẽ show ra cho các bạn coi. Rồi, thành công rồi. Rồi, mình vào cho các bạn coi có đúng không nha. Đâu rồi, show ra xong cái nó bay xuống đây luôn trời. Đây, ui xài à, vậy là không tăng rồi. Mình cứ tưởng có tăng chứ các bạn. Đáng lòng. Có nghĩa là cũng là có tăng các bạn, nhưng mà tại vì nó không đủ thôi. Nó không đủ để tăng cấp thôi, tại vì nó vừa lên cho nên nó khá là trâu. Thật sự rất là trâu luôn. Ok, không sao cả, mình chuyển đồ của Midella sang thì mọi thứ sẽ khác biệt thôi. Rồi, để mình coi có tăng được cái miếng nào nha, anh em chú ý hệ số nha. What, không tăng luôn, phải đai thiệt. Ok, nhưng mà thôi kệ vậy cũng được rồi, chứ giờ biết sao, trác quỷ cũng không có. Không có cái gì cả thì phải chịu thôi, giờ biết sao anh em. Rồi, bây giờ mình nói sơ qua về con cây da này luôn. Đầu tiên là về kỹ năng. Thì đầu tiên ở cái mức Haki á, thì kỹ năng thường của con cây da là, chúng ta mình sẽ tóm tắt thôi nha, là hồi cho đồng đội chúng ta 25 nọ. Hồi đồng đội 25 nọ. Ok, tất cả đồng đội. Và ngẫu nhiên hồi cho một đồng đội lượng máu nhất định. Có nghĩa là nó hồi 25 nọ cho toàn team, sau đó sẽ hồi một lượng máu nhất định cho một đồng đội bất kỳ, ngẫu nhiên. Rồi. Còn về kỹ năng nọ thì là hồi sinh mệnh và 25 nọ cho bản thân. Cho bản thân nó trước đã các bạn. Con này chơi đẻo quá. Và đồng đội ít máu nhất hồi 25 nọ cho và sinh mệnh cho bản thân và đồng đội ít máu nhất. Có nghĩa là nó hồi cho nó và một đứa ít máu nhất 25 nọ và máu. Chỉ là vậy là được hai người, được nó và một người đồng đội. Khi mục tiêu máu dưới 30% hoặc các bạn thấy bị trúng độc thì tăng trị liệu 10% và giải thoát cho tất cả đồng đội khỏi trạng thái xấu. Ok, vậy là ở mức độ Haki nó cũng đã giải thoát được rồi. Giải thoát thôi nha các bạn, chứ không phải là tạo khiên miễn dịch đâu. Có nghĩa là đối mục tiêu mà hồi máu đó các bạn, cái đứa trong team của mình á mà được hồi máu mà lượng máu mà nó giảm ở dưới 30% á, nó còn cái lượng máu dưới 30% á, thì cái mục tiêu đó sẽ được tăng trị liệu thêm 10% nữa. Đó chính là một cái điểm hay của cây da này. Còn sau khi lên Sura thì mọi thứ sẽ khác, mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn. Kỹ năng thường là hồi 25 nọ cho đồng đội và hồi đồng đội 25 nọ và hồi cho đồng đội ít máu nhất một lượng máu nhất định. Ok, cũng y chang như kỹ năng thường của bên kia, nhưng mà chúng ta sẽ có thêm cái này, thêm khiên phòng thủ cho đồng đội đó kéo dài 2 lượt. Thêm khiên phòng thủ tức là khiên nó sẽ giảm được tam phòng đó các bạn, nhưng mà cho một đồng đội thôi nha, và kéo dài 2 lượt, không cộng dồn khiên chống đỡ liên quan tới tam phòng đó, và không cộng dồn. Không cộng dồn có nghĩa là cứ hai lượt thôi, cứ hai lượt là hai lượt thôi, chứ nó sẽ hồi cho một đứa khác chứ không có cộng cho đứa đó nữa. Mình nghĩ là như vậy. Còn về kỹ năng nọ là hồi 25 nọ và xóa bỏ các trạng thái xấu cho toàn bộ đồng đội, tức là ok, kỹ năng nọ thì bên Haki thì nó chỉ hồi được nọ cho một đứa thôi, cho bản thân và một đứa thôi. Còn bên Sura thì nó hồi được cho toàn team luôn. Hồi 25 nọ và xóa bỏ các trạng thái xấu cho toàn bộ team. Hồi máu cho đồng đội thấp máu nhất. Ok, ngẫu nhiên búp khiên miễn dịch cho một đồng đội. Và cái khiên miễn dịch này thì chúng ta sẽ miễn được trạng thái là hóa đá, đóng băng, đốt cháy, mê hoặc, choáng và im lặng. Nó miễn dịch gần hết đấy các bạn. Ok. Rồi, khiên miễn dịch này ghê gớm đấy. Rồi, và cái đặc biệt đây đó là ngẫu nhiên búp cho một đồng đội nha các bạn. Tức là một đồng đội may mắn thì chúng ta sẽ được. Rồi, đó là về kỹ năng. Rồi, bây giờ mình đi tiếp theo đến biểu tượng Sura.
để mình coi trong cái ảo mộc của con này nó có gì ghê gớm. Đầu tiên là ma công cộng 850, không 800, ở cấp độ 1 là 800, sinh mệnh cộng 5k. Và nó có một cái ảo mộc đó là trong hai lượt đầu cây da sẽ tự động miễn dịch cho bản thân các trạng thái hóa đá, đóng băng, đốt cháy, mê hoặc, choáng và im lặng luôn. Trong hai lượt đầu tiên nó sẽ miễn dịch được tất cả các trạng thái. Rồi lại thêm một khắc tinh của Kenhaki rồi. Kenhaki không có cửa để choáng cây da. Rồi ok. Rồi một số ảo mật khác của cây da Sura nữa, đó là giảm sát thương đánh thường 3%, cấp 3 sẽ mở. Sát thương đánh thường. Tôi sạc rồi. Cắm này được. Sát thương đánh thường nó sẽ giảm được 3%. Rồi ma công cộng 5% ở cấp độ 5. Cấp 5, chúng ta phải nâng thiên phú lên cấp 5 thì nó mới cộng thêm được ma công 5%. Và kỹ năng cuối cùng, thiên phú, cái ảo mật cuối cùng đó là sau khi sử dụng nọ, cây da sẽ giảm sát thương thường 25%. Tức là sau khi nó dùng nọ các bạn thì sát thương giảm sát thương thường 25%. Đối phương đánh mình chúng ta sẽ giảm sát thương thường 25%. Nhưng mà con dao hai lưỡi, đây là một kỹ năng con dao hai lưỡi. Tuy là được giảm 25% sát thương thường nhưng mà tam phòng, ma phòng và tuyệt chiêu phòng của cây da sẽ giảm đi 40%. Kinh. Giảm 40% thì còn gì đâu đánh trời. Tức là yếu siêu luôn á. Đây là một con tướng, phải nói là con tướng con dao hai lưỡi. Được cái này mất cái kia. Và ở lượt nổ tiếp theo sẽ tăng sát thương đánh thường, sát thương đánh nổ cho 20% cho đồng đội có nổ cao nhất. Ở lượt nổ tiếp theo các sát thương đánh thường, sát thương đánh nổ 20% cho đồng đội có nổ cao nhất. Cho nổ cao nhất các bạn. Lỡ mà cái đứa nổ cao nhất là cái đứa không xài nổ ngon thì là sao? Đúng không các bạn? Ok, thôi tạm thời mình gác giữa xe một bên. Bây giờ mình sẽ đi test cây Yasura cho bạn coi tác dụng của nó về những cái khiên miễn dịch như thế nào. Ok. Sau khi mình lắp vô chỗ Medela thì lực chiến của mình như thế nào nhờ? Lực chiến quá giảm luôn anh em ơi, nó thua cả Medela luôn. Ok. Đây, mình sẽ đánh lại các bạn cá voi Landwin. Hồi sáng mình vừa win. Bây giờ mình sẽ chọn một cái con nào đó mình đánh. Con nào mà khống chế, mình sẽ cho các bạn hiểu tại sao nó có thể miễn dịch được. Ok. Ok, mình sẽ đánh luôn nha. Rồi, chúng ta cùng quan sát. Máu của cây da của mình là 730k. Ok. Đầu tiên là như mọi thứ như bình thường thôi các bạn. Cũng có khiên, đấy, như beo của mình cũng tạo được cái khiên giáp đây. Rồi, tới cây da rồi đây. Hồi 25 nội cho toàn tem và hồi máu cho Brook. Ok, mình quan sát rất là kỹ càng rồi đấy. Và lao như là như beo của mình đang bị ngu người rồi. Tạo cả khiên phòng thủ nữa nè. Đây là khiên phòng thủ liên quan tới tam phòng. Một cái khiên màu xanh da trời rất là đẹp. Rất là đẹp luôn các bạn. Ok, chúng ta chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nha. Tất nhiên là nó vẫn sẽ hồi nội cho toàn tem và hồi một lượng máu cho đồng đội ít máu nhất. Đó là Brook tiếp rồi. Ok. Rồi, hồi máu thì cũng khá ít thôi. Tại vì ma công của con cây da yếu lắm. Cho nên mình cũng thông cảm cho nó được. Ok, bình thường thôi. Không có gì phải chết cả. Tiếp tục nào, chúng ta chờ đợi. Chúng ta đang chờ đợi điều gì đây? Lâu có nổ quá bạn ơi, nó giảm nổ kinh quá. Rồi ok, được. Chúng ta đang chờ đợi điều gì? Chúng ta đang chờ đợi điều gì đây? Vẫn chưa có gì xảy ra. Tiếp tục nào. Hồi 25 nổ tiếp. Và lại hồi máu cho mình rút. Ui, lần này nó không hồi máu sao vậy? Mình thấy nó chả hồi máu cho ai cả. Ok. Có nọ rồi, nhưng mà cây da vẫn chưa có nọ. Rồi hồi máu cho Brook rồi. Hay lắm. Brook không thể nào chết được. Mày thì láo này. Mình vẫn chưa thấy cây da có nọ. Nọ rất lâu. Trong đoạn hình này có vẻ như gặp phải đứa giảm nọ hay sao ấy. 95 nọ rồi các bạn. Còn thiếu có một xíu nữa thôi. Mình quan sát kỹ được coi. Ok, có hồi máu. Nhưng mà tại sao mình không thấy hồi máu cho Brook nhỉ? Không biết có hay không, hình như nó hồi ở đằng trước. Nó hồi trước khi xài kỹ năng, cũng có thể là như vậy chắc. Tí nữa mình phải quan sát kỹ lại một lần nữa. Ok, tiếp tục nào. À, Jibel mình đấm chết ở Bodin rồi. Nó sẽ tạo khiên miễn dịch cho một đồng đội bất kỳ. Ok, để mình coi nó sẽ hồi cho ai nha. Rồi, chúng ta sắp được chứng kiến cái khiên miễn dịch đó. Khiên miễn dịch nó sẽ miễn được tất cả các loại hiệu ứng khống chế luôn. Rất là thơm ngon, hồi máu. Hồi máu cho nhân vật chính. Hồi máu cho bản thân cũng khá lớn. Và khiên miễn dịch dành cho Brook. Ok. Cái khiên miễn dịch này hình dạng của nó là hồng xoay lá cây và có dòng xoay xoay. Ủa, mất tiêu luôn rồi.
mình chỉ đừng có một lượt thôi các bạn. Vải đái thì như thế thì nó cũng như không, mình thấy nó cũng tương tự như cái khiên một giọt của ông Ken. Sau khi mình tới lượt mình đánh xong thì nó lại mất cái khiên nó đi, thế thì cũng chả được ích lợi gì nhiều. Ok, hồi máu cho Jim Bell à. Rồi khiên này cho thằng Brook. Ok, nhìn chung thì cái trận hình này mình thấy hình như là nó đi còn lâu hơn cả Mirella của mình. Ok. Ok, rồi nói chung thì cũng ngon đó các bạn, mình thấy là nó hồi máu tốt giúp cho team của mình không bị mất máu, nhưng mà đi Mirella thì mình sẽ khống chế được tụi nó được thêm vài phần. Ok được rồi, có gì mình sẽ đi con cây da này một thời gian xem sao. Dù sao thì nó cũng búp được cái mấy cái khiên lại các bạn, cho nên mình thấy cũng khá được đấy. Ok cũng khá ngon. Hôm nay mình đã cây da Sura như lời hứa với các bạn, mình đã Sura cây da rồi và mình đã test luôn cho anh em thấy rồi đó. Anh em có cảm nhận thế nào thì cứ để lại comment cho mình biết nha. Rồi tới lượt nó rồi nè, nó nổi cho toàn team luôn. Mirella cũng hồi nổi cho toàn team, nó đều là không hồi được máu thôi, nhưng mà Mirella có thêm cái là nó sẽ mê hoặc được người ta. Ok, mình đánh thử trận đấu trường nha. Đấu trường tiến lên, mình sẽ đánh với 100 bao nhiêu đây, sao là toàn phải to mặt bự không vậy. Bắt đầu với 168 coi, lấy cái top coi không biết được hay không nè. Vô đi. What, lắc gì thế này, đang xong đời rồi còn lắc nữa trời, mày đùa tao à. Ok bên. Để mình reset lại đã. Rồi ok, chúng ta đang chờ đợi về mình nhắc lên anh em nhớ xem một clip ủng hộ cho mình nha. Bạn nào chưa like thì like video cho mình đi. Chưa subscribe đăng ký kênh thì cũng nhấn vào subscribe và có quảng cáo hiện tại anh em nhớ kích cho mình nha. Nãy giờ không biết các bạn có click hay không nữa, nhưng mà mình nhắc lại là anh em nhớ kích quảng cáo ủng hộ cho mình. Rồi ok. Bây giờ mình vào lại mình xem cái trận hồi nãy. Mình cũng không rảnh mà đi đánh lại làm gì cho mất công. Mình đánh như vậy là đã đánh rồi đấy. Bây giờ mình chỉ cần vô xem lại thôi. Lẹ đi bạn ơi, mình không có thời gian đùa giỡn với bạn đâu. Nhanh nào. Trời ơi, bạn đang làm gì thế? What? Rồi được rồi. Vậy là trận này mình đã thua nha bạn. Để mình coi tại sao mình lại thua. Có thể do bên kia quá mạnh chăng? Rồi rau trắng, xì rau xì. Con vợ này dám phản bồ mình à? Vợ của mình mà đi đánh mình là sao? Con bò quá mạnh anh em ơi. Con cây da quá yếu vậy mà phòng. Chấp bờ đa cho con. Con xì rau xì gần chết nha con. Nhưng mà chính mình được cắt một cái nữa là ok rồi. Cây da được hồi sinh. Nhưng mà cái chết quá sớm. Chết gì là quá sớm. Thằng Luffy đã xuất hiện. Con CRC sẽ được đánh. Mình nghĩ là nó sẽ được khóc nghe một lần. Cay thiệt đó chứ. Ui trời ơi, yeah. Choáng luôn kìa. Một lợi thế của team mình đó là bên kia không chơi lao, thế mà mình vẫn thua. Ok, nó hóa đá luôn như vật chính rồi. Trâu quá. Rồi ok. Trâu. Rồi ok, trâu trắng cũng yếu thôi các bạn, không có gì là mạnh cả. Thế mình vẫn có thể cầm cự được. Chứ scale của thất bại này là sao? Không chết. Con bo sẽ tốn thêm một tool để giết con Brook của mình. Còn cái tool thứ hai nó sẽ hóa đá ai đây mình cũng không biết nữa. Ôi giảm nọ rồi. Giảm nọ làm chi để nó đánh thường cho nó hóa đá vậy không biết. Cay vãi. Xong tôi nó hóa đá chúng Jim Bell là toi mạng luôn á. Rồi ok, biết ngay mà. Hóa đá lần ba đứa. Chứ bờ gì. Mình thua do cái sự xui xẻo thôi các bạn. Mình lắp lại trận hình cái đã. Con bo kia đi trước mày chết với tao. Mày tự mày đi trước là mày ngon hả? Mình không biết là Jessica được nói hay không thôi. Ok mình sẽ sử dụng cái trận này. Jessica ăn bo cái đã. Mình tính gì thì tính. Nhưng một chính ở đây. Còn một người nữa là Brook hả? Ok Brook mình đặt ở cuối đi. Ok chơi lại nè em. Anh chơi lại chú này. Chú thích chơi anh không? Jessica thất bại luôn à. Mà phòng nó cao dữ vậy. Mình không tin được luôn.
cay thật, thật là cay đắng, thật là cay đắng. Nhưng mà chính mình đợt này được cắt rồi, nhưng mà chắc Siri không chết nổi quá. Ôi trời ơi, cây da ơi là cây da. Ờ, đủ đam, đủ đam, đủ đam, đủ đam để giết hai đứa. Ok, trận này chưa chắc anh thua đâu nha em. Ôi trời ơi, em ấy đã bị choáng váng rồi. Để mình coi thử đợt này nó sống sao. Mày có giỏi mày đừng có hóa đá chim bèo của tao. Mày có giỏi mày đừng có hóa đá chim bèo. À, chưa nói với câu nữa các bạn. Nhưng mà chính cắt con bò chết ông ta. Ừ, bò mình ra trận rồi. Xong tôi, xong tôi, xong tôi, xong tôi, xong tôi rồi. Con bò của tôi. Ừ, không chết. Hay lắm bò ơi. Ít ra nó phải hóa đá được một đứa chứ. Mày ra trận để làm gì? Mày ra trận để làm gì? Hóa đá được nhân vật chính. Ok, tạm ổn, tạm ổn. Rồi, chết rất nhiều. Và như bên mình không bị hóa đá thì thêm mày xác định được rồi. Mày xác định được rồi. Hồi lên máu con. Cá mập xanh lớn là luôn luôn tồn tại. Trời ơi, những cái đồng ghẻ thế thì đòi chơi anh nè. Anh chấp chú đây. Anh chấp chú. Anh chấp chú một chặng đường đấy. Trời ơi, chú tình dây. Cho chú hơi máu thoải mái vô tư. Một đấm của anh là chú bay sờ não với anh nè. Xong chưa? Kết thúc đời chú tại đây chưa? Trắng cay. Cái gì? Thôi máu hả? Chú thích thôi máu không? Mày... Chú thích thôi máu không? Đùa anh à. Lấy được cái top 62 liền. Ok, clip khá dài rồi, hai mấy phút rồi. Cho mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi nha. Nhớ like, video, subscribe các bạn cháu cho mình là được. Còn, hôm nay mình đã cây Yasura xong. Và mình thật sự là mình cũng không muốn chơi đâu. Mình làm clip chủ yếu là cho các bạn quan sát, cho các bạn là phải biết được thôi. Các quỷ thì cũng thiếu. Cái tính ra thì hai con thì mỗi cái đều có một cái đứa lợi khác nhau thôi các bạn. Chứ không phải là yếu, con này yếu con kia mạnh hơn đâu. Đối với mình cảm nhận là như vậy. Ok. Rồi, lật chiến của mình đã trở lại và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa thì mong là anh em sẽ ủng hộ cho mình bằng những cái like ở đây. Like video, subscribe, đăng ký kênh ở đây và cái quảng cáo nhiệt tình cho mình ở đây và ở đây nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.